Hà Nội đã tắc đường dù chưa hết cách ly xã hội. Lệnh cách ly xã hội tại Hà Nội được thực hiện đến hết ngày 22 tháng 4 để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chiều nay 21 tháng 4, trên nhiều tuyến phố giờ cao điểm đã xảy ra ùn ứ, thậm chí tắc đường. 17 giờ, tại ngã 7 phố Ô Chợ Dừa Hà Nội, xe cộ đi lại nườm nượp, ùn tắc nhẹ đã xảy ra ở nơi đây. Một người dân thậm chí còn bỏ khẩu trang, tranh thủ hút thuốc lúc chờ đèn đỏ. Phố Tôn Đức Thắng xe cộ đi lại đông đúc không còn thưa như những ngày đầu cách ly. Phố Đại Cồ Việt xe cộ đi lại nhộn nhịp dù vẫn đang trong thời gian cách ly. Cầu vượt Trần Khát Chân đông đúc xe cộ lưu thông chiều nay. Phố Nguyễn Lương Bằng xe cộ lưu thông chật như nêm. Cầu vượt Đại Cồ Việt lượng xe phủ kín gần hết các làn đường. Phố Trần Phú cũng đông đúc xe cộ lưu thông lúc 18 giờ chiều nay. Các con phố đã nhộn nhịp trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Theo ghi nhận, trục đường Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng, lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào chiều nay. Đặc biệt, vào giờ tan tầm buổi chiều, trục đường Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng trở nên nhộn nhịp người xe, khác hẳn với những ngày giãn cách xã hội trước đó. Một số thời điểm, tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Chí Thanh xảy ra ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng nhộn nhịp phương tiện di chuyển cả trên và dưới đường Láng Nguyễn Khang. Tương tự, tại nút giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển Khuất Duy Tiến, các phương tiện nhộn nhịp tham gia giao thông. Một cán bộ cảnh sát giao thông trực chốt tại nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho biết, những ngày gần đây lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhiều so với thời điểm tuần trước, dù không xảy ra ùn ứ tuy nhiên nút giao này luôn đông phương tiện qua lại, kết hợp với việc xử lý vi phạm. Lực lượng tuần tra cũng nhắc nhở nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Cán bộ cảnh sát giao thông chốt tại nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến nói, cảnh phương tiện chờ đèn đỏ trên đường Khuất Duy Tiến nhìn từ trên cao. Cũng theo ghi nhận, dọc đường Phạm Hùng Phạm Văn Đồng cũng có lượng lớn phương tiện tham gia giao thông. Hãy để lại bình luận của bạn, nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.